Còn tại tỉnh Nghệ An thì đây là vụ mía thứ ba bà con được thu hoạch với giá cao, đặc biệt là giá mía năm nay còn cao hơn cả năm ngoái. Và không chỉ được giá thôi đâu mà còn được nhiều thứ khác nữa. Bà con ở đây vì thế gọi là vụ mía ba được. Vậy ba được ở Nghệ An là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Gia đình bà Ngô Thị Khang hiện đang thu hoạch hơn 2 hectare mía. Toàn bộ diện tích mía đã thu hoạch đến năm thứ tư, song nhờ đầu tư chăm sóc tốt và thời tiết năm nay cũng khá thuận lợi, nên mía đạt năng suất khoảng 80 tấn một hectare, giá bán cao hơn năm ngoái, 50.000 đồng một tấn. Trà mía thì hiện nay có nứng lên, có phấn khởi. Trước là 10, nhưng dư là 12. Nhà máy là thu mua hết, kể cả mấy tà cũng thu mua hết cả. Mía nguyên liệu năm nay được các nhà máy thu mua với giá từ 1,1 triệu đồng một tấn trở lên. Đây là năm thứ ba liên tục, giá thu mua mía ở Nghệ An ổn định và neo ở mức cao. Được giá, nông dân quan tâm đầu tư chăm sóc hơn nên năng suất cũng tăng cao, bình quân đạt trên 70 tấn một hectare. Nhiều hộ thâm canh tốt có thể đạt được năng suất lên đến 100 tấn một hectare. Đặc biệt, nhiều vùng trồng cam quýt trước đây đã chuyển đổi sang trồng mía cho năng suất vượt trội. Cái giá mía năm nay nói chung đến giá đến dư thì tư trưởng dư thì cái giá mía năm nay là vẫn là được nhất mấy năm trước. Nhưng năm trước thì diện tích chỉ khoảng hơn 3.000 hecta. Tuy nhiên là năm nay thì diện tích mía có mở rộng thêm là được hơn 4.000 hecta mía. Và diện tích trồng mới thì đạt kế hoạch so với đề ra. Năng suất mía có đạt cao hơn so với những năm trước. Và người dân cũng chú trọng đầu tư thâm canh hơn. Với mức giá thu mua mía như hiện nay, người trồng mía có lãi từ 30 đến 35 triệu đồng một hecta. Đây cũng là vụ mía ba được của Nghệ An, được về giá cả, năng suất và diện tích. Niềm vui được mùa được giá cùng những chính sách hỗ trợ của nhà nước và các nhà máy sẽ là những động lực nhằm sớm khôi phục vùng nguyên liệu mía đường của Nghệ An, tăng thu nhập cho bà con nông dân.